Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với The Cat Coffee, The Cat ngày 14 tháng 12 nha mọi người. The Cat hôm nay là The Cat buổi trưa nha. The Cat này thì The Cat sẽ là có hai giá nha mọi người. 10 ô đầu tiên thì là giá 29k, 10 ô cuối cùng thì giá 39k nha mọi người. Thì The Cat hôm nay là chấm phía trước mắt phía sau ha. Đầu tiên đây là dòng Fancy Yellow nha mọi người. Fancy Yellow ha. Con này thì sẽ là yellow của nó thì sẽ là mọi người sẽ thấy là nền thịt nó nhiều. Đó, con này thì 39 cũng ok nhưng mà thôi thấy cái nền thịt nó hơi vàng nhạt quá, có nhiều nên sao không mít màu này nên em để giá này cho mọi người săn hàng luôn ha. Còn phía sau là con Fancy Yellow luôn nha. Fancy Yellow bông của nó bông vảy trắng xanh nha. Rồi kế tiếp đây là dòng Dumbo nha mọi người, này là Dumbo xanh ha. Dumbo xanh. Còn phía sau là mái Dumbo tím nha. Mái Dumbo tím chấm Dumbo xanh ha. Rồi kế tiếp là con coi. Conemo Galaxy nha mọi người. Con này thì sẽ là heo cái nền dạng đốm nha. Dạng đốm bông nhẹ thôi. Thăng của nó cũng còn cái nền cam nhiều nha mọi người. Còn phía sau là con mái dòng coi Conemo Galaxy luôn. Con mái này thì sẽ nền nó sẽ đậm hơn ha. Rồi, kế tiếp sẽ là con Fancy Z nha mọi người. Fancy Z nha. Con này thì ghét thịt ha. Ghét thịt có thêm bông đen ở gần đuôi thôi. Phía của nó cũng là nền ghét thịt nhiều nha. Nó bị thiếu màu phần đầu chút xíu nha mọi người, hai bên mang ha. Còn phía sau là con mái phía sau là con mái Fancy Z lệch luôn, chung dòng luôn mà mái còn nhạt chút xíu. Rồi kế tiếp là dòng Super Get nha mọi người. Trời ơi, form Super Get quá đẹp luôn, đậm luôn ha mọi người. Còn phía sau là con mái dòng coi ha, Conemo. Con mái này phía sau màu cũng đẹp nè, màu cũng dạng bông heo dạng tươi ha mọi người, nhưng mà chưa có lên full ha. Rồi kế tiếp là con Hatmon nha mọi người. Hatmon gác ha. Hatmon gác thì con này giá 29k thì đuôi nó còn nhỏ chút xíu, nhỏ hơn xíu thôi, nhưng mà thân nó màu rất đẹp ha. Thân của nó sẽ là màu xanh đen nha. Còn phía sau là mái tưa vàng ha mọi người. Mái tưa vàng đó, Hatmon. Rồi kế tiếp đây là dòng tưa nha. Tưa này là tưa vàng luôn. Đuôi chia đuôi cũng ra rất là đều, cực kỳ to luôn ha. Vàng, màu vàng này hơi màu vàng theo kiểu nền vàng nhạt mọi người, chứ không phải vàng đậm ha. Còn phía sau là con mái chung dầm nhỏ luôn, mái chung thịt nó luôn. Đó, mình cũng thấy ha, nhiều khi mọi người sẽ nhìn không thấy rõ, mình tưởng thôi là nền của nó chỉ là nền thịt thôi, không có nền màu ha. Nó cũng có màu mọi người, màu vàng ha. Rồi kế tiếp đây là con coi Get Galaxy. Con này form rất là đẹp luôn. Nền màu cũng mọi người sẽ thấy cũng rất là sáng nha, rất là tươi luôn, nền màu cũng đậm nữa. Nhưng mà có điều một cái là cái con này thì mọi người sẽ thấy là nó đang bị thiếu màu phần đuôi phần bay chút xíu nha. Còn phía sau là con coi candy theo kiểu màu galaxy ha, nền màu galaxy là xanh nè. Rồi mình sẽ qua ô kế tiếp, chỉ còn hai ô giá 29 cuối cùng nha mọi người, là sẽ lên giá 39k ha. Rồi đầu tiên ô này thì sẽ là con này là con trống Fancy Z nha. Fancy Z. Con này thì nền gác của nó màu nền rất đẹp luôn, nhưng mà nó cũng đang bị lộm chỏm thiếu màu nha mọi người sẽ thấy đuôi nó chữ D ha. Ra mình nhìn thấy rõ luôn nha. Còn phía sau á là con mái Fancy Cam ha. Fancy Cam nền cam nhạt cho mọi người. Cooper thì Cooper vảy trắng ha. Rồi mình sẽ qua ô kế tiếp. Kế tiếp đây là con coi Candy nha mọi người. Coi Candy ha. Con này thì cái màu theo cái nền mà mọi người sống nhìn tựa nền của Fancy nha. Còn phía sau là con mái coi Get Galaxy. Ủa, mái sao quá đẹp mọi người ơi, 29k ha. Mái phía sau là rất là cân trứng luôn nè, form của nó màu đỏ cũng đậm hay lên sắp full màu luôn rồi. Rồi qua ô 39k mọi người, thì ô hôm nay em cũng sẽ lên cho mọi người là ba con Hatmon như thường lệ ha. Rồi đầu tiên đây là Dumbo Hatmon.
Dumbo hormone thằng của nó sẽ là hăng xanh bông trắng ha. Nói chung là con này hổng gà em sẽ lên cho mọi người cũng rất là nhiều rồi, có nhiều anh em cũng rất thích con này ha, con màu như vậy nha. Ta nó sẽ to vừa mọi người, còn phía sau là mái dòng hormone gas nha, mái hormone gas đây, mái hormone gas ha, thằng đen đậm nha mọi người. Rồi kế tiếp đây là con hormone gas nha mọi người, hormone gas thằng đỏ cực kỳ đậm luôn, đỏ rất đậm ha, đuôi cực kỳ to luôn, còn phía sau là con mái chung dòng nó luôn nha mọi người, đỏ chấm dưới mái nha, trời ơi xè quá dữ luôn. Rồi kế tiếp là con Dumbo hắc môn xanh, con này thì sẽ có viền xanh thì xe xanh xanh đen nha mọi người, nó cũng có viền trắng, đó là viền trắng hai bên tai nó cũng viền trắng luôn, đều luôn, rất là đẹp luôn. Con này cũng có rất nhiều anh em thích ha, đang tìm kiếm những dòng này, ngay dòng này em cứ còn có mấy con nha mọi người. Một phía sau là mái của dòng Dumbo hắc môn tím ha, mái Dumbo hắc môn tím nha. Rồi mình sẽ qua kế tiếp là con Fancy cam nha mọi người. Trời ơi con này form tròn quá, quá đẹp luôn. Form size hơi mini, mới 3 cm thôi. 3 cm thôi nhưng mà form rất là đẹp, tròn. Tròn nha mọi người, màu cam, nền cam cũng rất là đậm luôn. Đây. Đó, mình cũng thấy ha. Rồi phía sau là con mái chung dòng luôn. Còn mái đẹp hơn mọi người. Mái bông này bông xám trắng là đều luôn nè, đều bông luôn ha. Thấy rất là sáng. Còn kế tiếp là dòng Fancy Red. Phần xì gác vảy trắng ha. Đó, con này lên nó full màu, nó đang bị thiếu chọc màu hai bên mái chút xíu ha. Hai bên mái chút xíu nha mọi người. Trời tươi đuôi cũng rất là đẹp luôn. Còn phía sau là con mái phần xì gác thịt, chỉ có tia đuôi trắng thôi. Trời ơi con này mái đẹp nè. Mái này mọi người sẽ thấy là thịt của nó thì sẽ là lên full màu đỏ ha, màu đỏ rất là đậm luôn, thì tia đuôi chia cũng rất là đều luôn nè. Rồi mình sẽ qua ô kế tiếp là con coi con Nemo Galaxy, con này theo màu mới này nha mọi người. Đó, màu mới hay nhìn hơi lạ ha, những hình hơi mà là hai màu. Còn phía sau là mái dòng Marble Dot mọi người. Rồi, kế tiếp là con coi Nemo ha, con này theo kiểu dạng tươi nha. Đó, dạng tươi, đốm bông bi trắng ha. Còn phía sau là con mái dòng coi Get Galaxy nha mọi người. Quá đẹp luôn. Rồi, mình sẽ qua ô kế tiếp là tiếp tục lại là Fancy Gas. Đó, con này mọi người sẽ thấy là thịt này nó sẽ là bên full hơn cái con pho con 275 hồi nãy ha. Rồi hăng vảy của nó cũng đậm hơn, form thì cũng ok, cũng bằng nhau, nó full, nó không bị thiếu màu nữa, nhưng mà mọi người sẽ thấy là cái nền tia đuôi con này nó không bằng con nãy ha mọi người. Đó, còn phía sau là con mái dòng coi Gas Galaxy theo kiểu dạng đốm nha. Đó, dạng đốm không gạm lên nhưng mà còn chấm rất là nhiều. Giờ con mái thằng mái full luôn nè, mái này rất là đẹp luôn. Đó, trời ơi chấm đẹp quá. Rồi kế tiếp là con Fancy Z ha. Đó, cũng Fancy Z luôn, Z này cũng rất vảy trắng luôn mọi người, vảy trắng nữa thằng dạng thưa ha, tia đuôi cũng đẹp nữa nè. Đó, hổm dài có mấy con Fancy Z mọi người sẽ thấy là nền tia đuôi nó rất là đẹp luôn ha, phơm cũng rất là ok. Còn phía sau là con mái dòng Fancy Z Cooper nha mọi người, mái sẽ có Cooper ha, còn chấm cũng có Cooper nha. Đây con mái phía sau đây mọi người sẽ nhìn kỹ nha, mái phía sau cũng rất là đẹp này, Cooper vảy trắng nha. Đó. Rồi qua ô cuối cùng là con coi Nemo Galaxy. Rồi con này theo màu dạng tươi nè mọi người, màu này cũng đẹp nè, màu này nó phối theo kiểu màu dạng 5 màu nè mọi người, cam rất là đậm luôn, Galaxy cũng nhiều ha. Còn phía sau là mái của coi luôn, của là con mái của Marble ha mọi người, Marble Dot luôn ha. Rồi những dòng cá hôm nay mọi người mua hàng mọi người cũng sẽ bấm vào trong cái đường link ở trong phần mô tả video mọi người đang xem ha. Mọi người bấm vô đó thì sẽ hiện lên cái trang Shopee nha mọi người. Cái trang Shopee đó mọi người sẽ thấy những mã số nhà em đang quay ha. Mọi người cứ bấm chọn phía trước là chấm, phía sau là máy nha. Nói chung là đầu clip em giới thiệu sao mọi người cứ mua theo như vậy là đúng nha mọi người. Rồi video này của em đến đây kết thúc, và gặp mọi người vào những video khác. Chào mọi người nha.